khóc cho thân phận của má tư chỉ có thể đứng phía sau nhìn ông hoàng vũ linh hạnh phúc mới đây thông tin về bà tư đã được hé lộ những góc khuất trong cuộc đời của nghệ sĩ vũ linh lúc sinh thời có mối quan hệ rất rộng trong những video được bạn bè ghi lại nghệ sĩ vũ linh là một người rất lãng mạn dễ mềm lòng mau nước mắt và cũng hay nhõng nhẽo trong những thước phim còn để lại ông quen biết rất nhiều người và đủ cả nam lẫn nữ không chỉ các cô đào si mê cho đến khán giả cũng yêu thương ông tha thiết cũng có người thầm thương trộm nhớ đêm ngày mơ tưởng một ngày nào đó được cận kề chăm sóc cho ông nhưng yêu thương nhiều thì cũng sẽ gặp cay đắng nhiều nghệ sĩ vũ linh đã trải qua biết bao mối tình nhưng ông trời cho nghệ sĩ vũ linh hào quang thì cũng lấy đi của ông rất nhiều thứ tình yêu đầu đời đã bị cha cô gái con nhà giàu chê đồ sướng cao vô lòi sau này hai ba mối tình nữa thì cũng không đi đến đâu ông đã cười hạnh phúc và cũng đã đau khổ đến tận cùng và có một người dù nghệ sĩ Vũ Linh hạnh phúc hay đau khổ vẫn luôn kề cận và chấp nhận là một bờ vai để cho nghệ sĩ Vũ Linh dựa vào những lúc đau khổ nhất đó không ai khác chính là má tư Câu nói thân thương mà Hồng Loan thường hay gọi, thân phận của Má Tư chỉ có thể đứng phía sau nhìn ông Hoàng Vũ Linh hạnh phúc qua lời kể của bạn Nhật Hạ. Để vươn lên hái được sao trời, hẳn chú Mười cũng đã trải qua những ngày tháng chật vật. Chú Mười đâu phải sinh ra là đã ở vạch đích, đã ngậm thiều vàng đâu. Ai cũng biết khi chú Mười của thời đỉnh cao danh vọng ai ở bên cũng được hưởng hào quang của thời Hoàng Kim còn chú Mười của ngày xưa, ngày mới vào nghề thì thế nào? Ai đã đồng hành gắn bó với chú Mười nhiều nhất ngoài bà Tư quyền thoại? Nói như bà Tư, kiếp trước tôi đã nợ ông đi phá đình phá chùa nên kiếp này trả cái nợ đó. Nó đến vào một đêm năm 1977 khi đoàn hát đến muộn nên nghỉ công việc ở rạp hát Trương Vân ở Tân Châu, An Giang. Và từ đó có chú Mười là có bà Tư và ngược lại Dũng dĩ thời ấy bà Tư cũng là một nghệ sĩ mà nhưng lùi lại phía sau để làm hậu phương dưỡng chắc. Từ hồi sữa hồi xưa người ta đã mặc áo cặp, sinh nhật cùng thổi nến, mừng tuổi mới. Sau này đến số điện thoại cũng giống nhau, chỉ khác một số do là khác mạng. Vì sao lại có biệt danh em bé? Em bé thì hay làm nũng, hay làm giỏi và làm mình làm mẩy để được người khác quan tâm. Làm nũng với bà Tư là số 1. Lúc cậu mới về hát ở thành phố, lương ba cọc ba đồng, nên bà Tư gói ghém, tư vấn khéo léo, tự tay lo liệu, mua vải, nhờ người cắt, ráp, rồi đính kết này kia cho trẻ. Vậy mà, có lúc ảnh đòi mua cái này cái kia, bà Tư cản lại, thôi đừng mua ông ơi. Nếu sầu riêng có mùi khó chịu đã đành, sòi chín thì cũng không chịu sòi xanh chấm móng đường thì ăn bao nhiêu cũng được sòi chín là không đụng tới ở với chú mười bà tư không dám ăn sòi chín một bữa chú đi tập tuần tôi mua hai trái sòi chín về ăn cho đã không dám gọt vỏ cắt lát gặm cho nhanh chứ ổng về la chết mới cắt được một miếng chưa kịp ăn thì ổng đã về đột ngột nhìn miếng sòi trên tay bà tư anh không la mà chỉ nói Mày ra kia ăn đi Tao nghe mùi không chịu được Tôi đóng cửa cầm trái sồi Ra chỗ cây ổi xẻ sau nhà Ăn xong mới vô Đến trái đu đủ chín cũng phải chọn kỹ Là đu đủ màu đỏ Chứ đu đủ màu vàng là không có ăn Bữa trước tôi thấy có ai đó đã cúng chú mười trái đu đủ chưa chín tên mộ tôi tự tay hỏi nay chú đã thay đổi khẩu vị rồi chăng hay người ta không biết chú thích gì và không thích gì. Món sinh tố chú yêu thích nhất là bơ dầm. Món này cũng có tích riêng của nó, có tích có tuồn đó. Tôi biết chú thích ăn bơ nên chờ chú diễn xong chạy ra bên hông rạp hát mua một ly sinh tố bơ cho chú ăn. Ăn xong, chú nói muốn ăn nữa và tôi lại chạy đi mua thêm một ly. Ảnh ăn xong, nói vẫn còn thèm và tôi lại chạy đi mua ly nữa. Uống xong, ảnh nói vẫn còn thèm bơ. Bà bán sinh tố thấy cái ly không thì nói ăn ba ly rồi, ăn nhiều mệt bụng. Bà Tư nghe vậy không mua nữa. Anh thấy không mua, ổng nói người ta hát cực khổ, có ly bơ mà không cho ăn. Rồi dí bà Tư chạy vòng vòng trong hậu trường, bà trưởng đoàn Minh Tơ mới chặn đường hỏi vụ gì dụ gì mà được chạy có cái ly bơ mà nó không cho ăn đâu phải người ta tiếc người ta không cho ăn ăn ba ly rồi mà ăn nữa bụng nào chịu được thấy người ta thương cái làm tới hà chú đi diễn ở tỉnh nhưng ban ngày thích về thành phố chơi chiều cỡ hai ba giờ đi bà tư sẽ lấy xe honda rim quyền thoại chở đi lần đó đi diễn ở bình long lộc ninh mà chú đi về chơi xế chiều bà tư chở đi xuống điểm diễn đi mới tới đâu đoạn bình dương giữa khung cảnh ảm đạm toàn những ngôi mộ thì xe bị hư tuột dây ga ông chú lo lắng sợ không kịp giờ giữa đồng không mong quạnh như này sao mà sửa xe và tôi chạy xung quanh tìm được tờ báo cũ ai đó văng bên đường nhìn thấy tờ báo ảnh hỏi ủa bà muốn đi hả thôi ông ơi giờ này ông nghĩ chuyện gì đâu không bà tư đạp xe nổ. Một tay dùng tờ báo, nắm dây ga và ông chú lên xe, chở đến điểm diễn. Kịp giờ, gặp mọi người trong đoàn, ông nói, bữa sau, bà Tư nghỉ ở đoàn rồi. Tại sao nghỉ? Cái hãng xe máy bên Nhật thiếu người, kêu bà qua đó làm rồi. Cái xe vậy mà bà cũng sửa được. Hai người rong rủi bên nhau đi lên Đà Lạt, xin lập đoàn gánh hát. Ban đầu gánh hát mang tên Hồng Nhung, sau đổi tên gánh hát Lâm Đồng. Sao thấy cả hai cùng đi đây đi đó không ổn nên chú Mười mới bàn. Giờ một đứa đi hát, một đứa chân trong chân ngoài buôn bán thêm hột sòn cẩm thạch. Được bà Tư mang theo trong giỏ để buôn bán trong những lần đi diễn. Có khi tá túc nhờ nhà người quen thì cả túi đựng quần áo, tiền hột sòn bị ai lấy mất. Không còn xu nào, lại phải đi vay trả góp cho người ta có đi qua ngày mưa mới thấy thương ngày nắng có đi qua gian khổ mới biết trân trọng thành quả hôm nay ngày chú mười bước lên đỉnh vinh quang cũng là lúc bà tư lùi hẳn về phía sau nhưng vẫn luôn sát cánh theo từng bước đi của chú mười đừng hỏi tại sao chú mười luôn lễ trọng dành cho bà tư một vị trí hết sức đặc biệt khi mỗi lần trả lời phỏng vấn trên báo chí chú đều nhắc đến bà tư như một sự tri ân chú đi diễn ở tỉnh nhưng ban ngày thích về thành phố chơi chiều cỡ hai ba giờ đi bà tư sẽ lấy honda rim quyền thoại chở đi lần đó đi diễn ở bình long lộc ninh mà chú đi về phố chơi xế chiều bà tư chở đi xuống điểm diễn mới đi tới đâu đoạn ở bình dương giữa khung cảnh ảm đạm toàn những ngôi mộ thì xe bị hư tuột dây ga ông chú lo lắng sợ không kịp giờ giữa đồng không mong bệnh như này sao mà sửa xe và tôi chạy xung quanh tìm được tờ báo cũ ai đó văng bên đường nhìn thấy tờ báo ổng hỏi ủa bà muốn đi hả thôi ông ơi giờ này ông nghĩ chuyện gì đâu bà tư đạp xe nổ một tay dùng tờ báo nắm dây ga và ông chú lên xe để chở đến điểm diễn kịp giờ gặp mọi người trong đoàn ông nói bữa sau bà tư nghỉ ở đoàn rồi Sao nghĩ? Cái hãng xe máy bên Nhật thiếu người, kêu bảo qua đó làm rồi. Cái xe vậy mà bà cũng sửa được.